Em chào các chị yêu. Em đang mặc beo nha các chị, rất là đẹp luôn. Beo bao xịn bao đẹp luôn nha. Beo beo bèo béo beo. Beo em có size từ 50kg đến 70kg nha các chị nha. Rất là đỉnh, rất là đẹp luôn. Beo 50 đến 70kg mặc vừa. Beo 50 70kg nha các chị, rất là xịn, rất là đẹp luôn em. Bao đẹp bao dễ thương luôn. Bao đẹp bao dễ thương luôn. Thấy được em cho em xin bình luận đi các chị ơi. Cho em xin bình luận đi các chị. Bao đẹp bao dễ thương. Bao đẹp lắm luôn. Beo rất là đẹp luôn á. Beo dễ hơn cực kỳ luôn mấy chị. Quá trời đẹp, quá trời đẹp beo luôn. Beo 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 beo. Dễ thương quá. Nâu nha mấy chị ơi, nâu nha. 50-55kg mặt đẹp, nâu. Nâu này là em bán giá tương tác cho các chị nè. Dễ thương lắm. Cái này là hàng nghiêm, là nói chung là trăm mấy 200 ngàn lận nè. Nâu nha. Em đang mặc 50-55kg mặt vừa. Nâu rất đẹp. Em bán giá cho mấy chị giá tương tác 80 ngàn. Màu nâu và màu đen. Em có nâu và đen nha, 80 ngàn. 50-55kg mặt vừa. Vải lưới đẹp lắm các chị. Mặt cực kỳ là mát, co giãn sướng lắm nha các chị yêu ơi. Rất là đẹp luôn. 80 ngàn giá em đang mặc nha. Bán giá tương tác, giá hữu nghị cho các chị. Cái tay rất là đẹp luôn. 50-55kg nha các chị. Em có màu nâu và màu đen. Bán giá tương tác nha. Chị gái nào có tương tác thì mình chốt nha. Nâu và đen nha mấy chị gái nha. 80 ngàn giùm em. Quá trời dễ thương luôn. Ô đen nha mấy chị ha. Ô đen và nâu. 80 ngàn là giá tương tác nha. Size 50-55kg nha các chị. Chị gái ơi, thấy đồ em không á chị gái ơi. Màu đen giùm em. Cái vải này là bao đẹp nha. Đẹp lắm luôn. Sướng lắm, mát chứ lắm luôn. Ô dùm em nha, ô đen và nâu dùm em. Bán cho mấy chị giá tương tác 80 ngàn thôi. Bao xịn, bao đẹp luôn các chị. Beo nha, beo nâu, beo màu đen dùm em. Nâu và đen nha, chị gái nào thấy được em bình luận dùm em. 50-55kg mặc vừa giá 80 ngàn là giá chia sẻ, giá tri ân nha mấy chị gái. Bao xịn, bao đẹp luôn á. 80-80 giùm em luôn. Còn bộ em đang mặc là em có size từ 50kg đến 70kg. Beo tím. Beo tím, beo xanh, beo đỏ, beo nâu, beo gì cũng có hết á. Cho em xin cái bình luận đi các chị gái ơi. Nó bị mất tương tác quá nhiều rồi mấy chị. Thấy được em không các chị ơi, cho em xin cái bình luận đi các chị gái ơi. Cho em xin một bình luận đi các chị. Bán giá tương tác có 80 thôi nha. Màu đen và màu nâu nè. Dễ thương lắm. Có thấy được em không? Em không thấy hai bình luận luôn không mấy chị gái ơi. Em chấm giùm em một cái đi các chị. Dạ em cảm ơn chị Hoa Trần. Bộ em mặc là em có size từ 50kg 70kg đó các chị. Rất là đẹp luôn á. Beo em mặc á, có nhiều màu lắm.
em cảm ơn chị nha chị Hoa, em cảm ơn chị Thu Huyền. Mất tương tác nên là không không có nhìn thấy luôn á mấy chị gái. Em like mà em còn không thấy em ở đâu luôn á. Bộ bao em đang mặc rất là đẹp nha, chị gái nào thấy được em không? Em thấy chị Huyền với chị Hoa rồi. Thì bình luận tiếp em mấy chị gái ơi. Bộ này là bộ lá nha, 70 kg giùm em nè. 70 kg màu lá. Em bán giá tương tác cho mấy chị giá 120 màu lá nha, 70 kg giùm em. 70 kg bán 120 giá tương tác chị gái. Chị gái nào thấy được bình luận tiếp em ha, màu lá bao đẹp luôn. 70 kg em bán giá tương tác 120.000. Giá là không bao giờ có luôn á mấy chị gái. 70 kg nha, màu lá giùm em. Giá rẻ không bao giờ có được luôn. 120.000 70 kg nha, màu lá giùm em nè. Quá trời đất đẹp luôn. Màu lá là 70 kg, màu xanh này là size 60 kg. Màu xanh là 60 kg nha các chị ha. Bông em đang mặc là beo. Em đang mặc là beo nha, cái này là beo. Rồi cái này là em bán giá 70 kg mặc vừa à, bán giá tương tác 120. Cái này là size 60 kg mặc vừa, giá 120 là giá tương tác nha các chị ha. 60 kg màu xanh. Còn em đang mặc lá. Chốt về bình luận giùm em ha, tại em chưa có thấy bình luận lên. Nó bị ẩn bình luận đó mấy chị gái ơi, mạng nó chập chờn nó không lên được luôn. Màu hồng là size 50, 52, 53 kg mặc vừa, em bán giá tương tác 120. Màu hồng giá tương tác 120 nha. Nó bình luận nó không có lên trên cái máy like luôn á các chị, không thấy được luôn. Màu hồng em bán 120. Beo là em đang bán giá 160 nha. Nhưng mà chị gái nào mua 2 bộ đầu like là em bán giá 280 2 bộ, dạng như là bán lấy tương tác á. Bán lấy tương tác 2 bộ liền tay là 280. Rồi màu xanh này em bán giá 120 60 kg nha, là giá tương tác nha các chị. Màu hồng 50 kg, 52 kg, giá 120. Bộ lá em mặc 70 kg, 120. Có chia sẻ, có tương tác em mới chốt nha chị Thanh Thanh. Em bán giá tương tác là cũng như là mấy chị chia sẻ ha, rồi mới chốt được hàng giá 120. Alo. Dạ. Dạ 160 chị. Chị tin gì? Dạ sao chị không mua trên live đi chị? Sao chị không mua trên live? À, chị tin gì? Lê Thị Thủy hả? Bây giờ em không thấy 62 cái đồ vàng rồi. Beo nâu nâu quá chị nha, beo nâu nâu quá chị lấy 2 bộ đem bán giá hữu nghị cho đầu like nè. Dạ rồi. Ok chị, beo nâu nha, chị bao nhiêu ký à? Quên, tại chị tranh gì quên rồi, nói giùm em đi. Lê Thị Thủy hả? Dạ rồi, ok chị. Dạ. Công 3744. Công 3744 20587. Rồi cái này là em đang mặc giá tương tác nha, 120.000 là giá tương tác. Đẹp quá trời. Beo em đang mặc là size từ 50 kg nha, đến 70 kg em có size beo. 50-70 kg mặc vừa beo giùm em. Đẹp quá trời mấy chị gái ơi. Dễ thương quá trời luôn.
bình luận giùm em, có giá chia sẻ nha. Giá chia sẻ 120.000. Chị Thanh ơi, không có chia sẻ em không có chốt chị. Chị không chia sẻ được, chị mua giùm em giá 160.000 đem đang sale nè. Chị gái nào mà không chia sẻ được mình mua giùm em 160.000 ha. Còn giá chia sẻ thì là giá 120. Có chia sẻ và kèm đơn em mới chốt ha. 160, 150 cho lên em đi đơn. Rồi màu xanh này là size 60kg nha. 60kg mặt vừa. Hàng đang sale 160.000 nhưng mà hàng em là 210-220 nha các chị. Bán 120.000 giá tương tác màu xanh 60kg. 60kg màu xanh nha. Giá chia sẻ 120. Giá tương tác giùm em. Đẹp quá trời, đẹp luôn, màu hồng. Rồi đẹp lắm, màu hồng giùm em. Chị Xuân Anh ơi, mình không có chia sẻ thì mình không có chốt được giá 120 ha. Và chị em mình mua hàng là có số điện thoại đầy đủ. Và nói chung là mấy chị biết hàng mua trên like là mình phải có số điện thoại. Nói chung là nói như vậy là đơn giản ha. Còn mua mà mua không thông là em không có chốt. Rồi màu hồng em đang bán cho mấy chị là giá 120.000 giá chia sẻ. Em ok chị Thanh nha, màu lá. Chị Thanh có chốt cái gì nữa thì chốt đơn luôn giùm em ha. Là cái này là giá 220 một bộ, em đang bán giá 120 là giá tương tác. Mình chốt đủ đơn giùm em là 150 nha. Chốt đủ đơn giùm em 150, chị Thanh Thanh có ok thì chốt giùm em. Em đi đơn tự 150 nha, chị gái nào mình mua được thì bình luận giùm em. Còn mua dưới 150 là bên em không có chốt đơn nha. Chị gái nào mình mua được 150 thì em chốt. Chị Thanh Thanh có chốt nữa thì ok để em lấy nha. Đơn 150 chưa lên em mới chốt nha. Rồi cái màu hồng em đang mặc là 50-52kg mặc vừa. Giá 120 là giá em bán tương tác. Màu xanh là 60kg mặc vừa, 120 là giá tương tác nha. Chị gái nào chốt thì bình luận giùm em. Cái này 50-52kg màu hồng. Màu xanh này là size 60kg ha. Xanh 60kg giùm em. Xanh 60kg giùm em, 120 nha. Chị gái nào chốt thì bình luận. Chị Thanh Thanh mua được bộ rồi, chị có mua gì nữa thì em chốt cho đủ đơn ha. Màu cam này 70kg em đang sale 200. Chị Tố Quyên, chị có chốt thêm không? Hả, chốt thì em chốt cho chị. Chị Tố Quyên, chị có chốt thêm không? Tại vì em bán đủ đơn là 150 em mới đi đơn á. Chị có chốt thêm thì em chốt. Còn không chốt thêm thì chị mua giùm em giá 160 em chốt nha. Tại cái này là giá em đang bán giá sale 160 á. Chị mua đầu like thì em bán 120, chị kèm đơn thì em chốt nha chị Tố Quyên. Em like một chút xíu mà không chốt nữa là em không có đi đơn cho chị nha, được nha chị Tố Quyên ha. Em chỉ bán cho là khách chia sẻ và mua đủ đơn thôi ha. Mua không đủ đơn là em không chốt nha. Màu cam này 70kg em đang sale 200 nè. Màu cam 70kg giùm em sale 200. Chị Tố Quyên, chị Thanh Thanh có chốt thêm thì nói giùm em biết ha để em lấy hàng cho chốt. Chị Ngọc đẹp ơi, chị lấy mà không có số ký không có gì em cũng không chốt được hàng. Dạ chị Sơn Nghi, em chốt mỗi một chị có một bộ tương tác mà chị chốt hai bộ nên em không có chốt. Rồi cái này màu cam nha. 200.000 là giá sale. Chị Ngọc đẹp ơi, chị chốt hàng đó cho em số ký ha. Cái màu tím em đang mặc là 160.000 một bộ kèm ký. Hai bộ là 280, em xả giá tương tác đầu like đeo. Giá nào chốt hai bộ thì giá 280, một bộ 160 nha. Còn màu cam này là 70kg nè. 70kg giá 200 giá sale. Xanh lá đúng không Ngọc nhỉ? À rồi vậy chị Tố Quyên, em không phải xanh lá nha. Vậy em bỏ cái xanh này ra nha chị. Rồi chị gái nào chốt cái xanh này đang bán giá tương tác 120 nè. Em đang sale là 160 nha. Hàng này là 201. Rồi chị gái nào chốt xanh, để xanh giùm em ha. 120.000 là giá 6. Cái này là 60kg giùm em. 60kg nha. 120 màu xanh. Còn cái này là màu hồng nè. 50kg, 52kg nha.
50 năm 2 kg màu hồng 120 ngàn là em bán giá tương tác màu xanh với màu hồng. Xanh chị mặc 60 kg tím với vàng. Beo là nó không có màu vàng đâu chị Ngọc đẹp, nó nâu nâu vậy nè nha chị. Em chốt cho chị hai bộ là 280 nha. Size 60 kg mặc vừa nè. Em chốt cho chị xe 3 đi cho nó khỏi mái. Chốt cho chị xe 3 nha chị Ngọc đẹp ha. Không có vàng nha chị. Cái này là màu nâu nâu á chứ beo đâu có màu vàng. Chị có ok không? Tím với nâu nâu á nha chứ không có vàng. Chị chứ có vàng đâu, beo đâu có màu vàng. Quá trời đẹp. Chị gái nào chốt bình luận nha, beo nâu nâu như vậy nè. Chứ không có màu vàng. Chị có ok để ném xuống chị. Rồi màu xanh nha, 160 một bộ. Chị gái nào chốt hai bộ tương tác đầu like thì giá 280. Chị có ok bình luận giúp em để em chốt. Rồi màu xanh giùm em nè. Chị Thanh Thanh 160 một bộ, chị bình luận em lấy cho chị nha. Chị Thanh Thanh, chị có chốt thì bình luận 3 bộ, 1 bộ 160 thì chốt bình luận em lấy cho. Chị Ngọc đẹp em ok nha chị. Em lên hàng cho 160 một bộ. Giá sale á. Nay em đang sale nha, 160 ngàn 70 kg nè. Tím với xanh nha chị đẹp. Xanh mà xanh này nha chị, chứ xanh em mặc cũng không có nha. Rồi ok, xanh em mặc ok chị nha. Rồi ok chị, xanh em đang mặc. Rồi màu da là màu nâu 70 kg nè, chị Thanh Thanh có chốt về bình luận nha, 160 giá sale. Chị Ngọc ơi, chị chốt rõ ràng lại giùm em đi ha. Tại em mới mở đầu like đó chị. Chị chốt cái gì chốt chỗ vô đúng giùm em ha. Em mặc xanh thì em lấy xanh cho chị cũng không chịu, em không biết chị lấy gì luôn ha. Rồi em có màu cam nè. Em có màu cam với màu nâu ha. Màu xanh. Màu xanh giùm em. Em bán đầu like là biết chi không? Em bán cho cái giá rẻ để cho mấy chị mua nhanh gọn lẹ đó ha. Nếu mà chị có chốt thì ok, còn không chốt thì kêu em bỏ ra cho. Rồi em đang mặc màu nâu giùm em, màu lá giùm em nè. 70 kg đang sale 160 ngàn. Màu xanh coban, màu lá và màu cam. Xanh coban, lá và cam nha. Chốt thì lượng em 160 ngàn. À, chị không chốt thì chị nói một tiếng không chốt giùm em cũng được nha chị Ngọc đẹp ha. Rồi chị gái nào chốt bình luận em 160 ngàn là màu nâu giùm em 70 kg.
Rồi chị Thanh, em không có cái mẫu như ý cho chị ha, chị chốt được cái nào thì chốt cho em. Hàng sale thì em không có cái nào giống cái nào hết trơn mấy chị gái nha. Rồi 70kg giùm em nè, 70kg nha. Cái này là 220, sale 160 màu tím. Tím 4, chị gái nào chốt bình luận tím 4 ha. Chị đẹp ơi, nếu chị không lấy chị nói em bỏ ra giùm em ha, để em biết em bỏ xuống chị gái ha. Rồi màu tím 4 giùm em nè, đang sale 160.000. Bây giờ em hàng sale á, hiện tại là em đang muốn sale 1.500 bộ, nhưng mà không có mẫu nào ra mẫu nào hết trơn á, tại vì nó lộn xộn em mới sale. 70kg tím 4 nè, tím 4 cam 4 nha chị gái nha. Nó không có đủ size đủ mã, nó bắt buộc em mới xả thôi mấy chị gái ha. Rồi cam 4 nè, mấy cái này là 220, em xả có 160.000 nè. 70kg một cam, 70kg màu cam nha, chị gái nào chốt bình luận em. Màu cam là chị Ngọc Đẹp không chốt đúng không chị? Chị Ngọc Đẹp là không chốt beo đúng không chị? Đẹp quá trời màu cam giùm em nè, sale 160 nè. Màu tím là tím 4, cam 4 giùm em ha. Cái này là sale có 160.000 à. 70kg mặc người giùm em đẹp lắm. Cam 4, tím 4 nha chị gái. Mình có thấy được bình luận tím em cái đi mấy chị. Tại em không thấy mấy chị bình luận á, em không biết lên gì luôn ha. Không thấy mấy chị bình luận gì, em không biết lên. Cam 4, tím 4 giùm em 70kg. Cam 4, tím 4 nha, chị gái nào chốt thì bình luận em. Chị Thanh không chốt bộ lá này đúng không chị? Đây mấy chị, em không thấy mấy chị bình luận nè. Chị Thanh hồi nãy có bộ lá này không lấy đúng không chị? 70kg nè, 70kg bộ lá, chị gái nào chốt bình luận nha. 70kg màu lá cho em, 70kg màu lá, chị gái nào chốt bình luận em. Sale 160.000 một bộ nha, chị gái nào chốt bình luận. Bộ màu tím em đang mặc 70kg. Màu rêu nha chị gái nha, rất là đẹp luôn nè. 50kg giùm em, 40-50kg giùm em nha, màu rêu. Màu rêu 40-50kg mặc vừa. Màu rêu nha mấy chị gái nha, 40-50kg mặc vừa nè, đẹp quá trời luôn. 230 em xả 150 nha, màu rêu, chị gái này chốt bình luận. Rồi chị Ngọc Đẹp hồi nãy giờ chốt hỏi mấy lần cũng không trả lời, em bỏ luôn nha chị. Beo ha, bỏ ra ha. Beo xanh đi vào tím em mặc thì đòi lấy hai bộ, em kêu lấy là ok dùm, không trả lời em để ra luôn nè. Chị gái nào mình chốt, mình muốn chốt thì bình luận cho nó đúng giùm em ha, còn không chốt thì coi chơi đi mấy chị. Chứ chốt mà không có trả lời em không biết đường chốt mấy chị gái nha. Rồi cái này em đang mặc là màu màu rêu 50kg nè, 40-50kg mặc vừa xả có 150 nè. Màu rêu em có màu rêu với màu nâu nè. Màu rêu với màu nâu nha, rất là đỉnh luôn nè. 40-50kg em có hai bộ màu rêu với nâu. Rêu với nâu nha, đang xả có 150. Màu rêu với màu nâu rất là đẹp luôn. 150 nha mấy chị, hai bộ ha. Màu rêu với màu nâu có xe nhỏ có hai bộ à. Rêu nâu giùm em.
150, 40 50 kg mặt đẹp. Bao xịn bao đẹp luôn. Màu rêu màu nâu giùm em. Size 1 giùm em nha mấy chị, 40 50 kg nha. Size 1 giùm em. Quá trời đẹp luôn mấy chị. Màu rêu màu nâu nha, số 1 giùm em mấy chị. Rêu nâu vàng số 1. Màu vàng số 1 giùm em luôn nè. Quá trời đẹp luôn. Màu vàng số 1, màu vàng số 1 em xả cho mấy chị 120.000. Số 1 giùm em nha, 120, màu vàng số 1. 120 giùm em. Màu nâu em đang mặc là size 1, 40 50 kg nè. Màu vàng này số 1 em bán cho mấy chị 120. 120, em ok chị Hoa Tràng. Màu vàng số 1 giùm em nha, xả 120. Đẹp quá trời mấy chị gái ơi. Em ok chị Hoa. Em có màu rêu nha, chị gái nào chốt màu rêu 40 50 kg nè, số 1 giùm em, size 1.5. Màu rêu số 1 quá trời đẹp. 1.5 nha, màu rêu em. Em ok chị Hoa Trần. Màu vàng em đang mặc là 120.000. 120.000 số 1. Số 1 nha, chị gái nào chốt bình luận giùm em. 120 số 1. Beo nha mấy chị, beo này là size 40 kg nè, 50 kg số 1 beo. 150 beo. 150 số 1 nha chị gái nha. Beo em. Beo này em có số 2, số 3, số 4 luôn. Nhưng em đang mặc là số 1. Beo giùm em, rất là dễ thương. Dạ em có đọc sai đó chị Mai Lan, số 1 giùm em. Rồi chị gái nào chốt bình luận nha, beo giùm em. Beo em có size từ 40 kg và 70 kg luôn. Beo em đang mặc. Rồi beo giùm em đang 40-70 kg, em có beo giống chị 150 giùm em ha. Rồi màu hồng số 1 giùm em. Số 1. Chị Khoa cho em hỏi chị bao nhiêu ký đi. Tại vì em đang mặc số 1 nó rất là nhỏ. Chị bao nhiêu ký chị Khoa ơi. Rồi số 1 màu hồng. Chị bao nhiêu ký chị gái ơi. Để em biết em lấy cho chị cái size nó vừa nha. Màu hồng size 1 giùm em nè. Size 150 màu hồng. Số 1 là size bé nhất. Chị gái nào chút. Số 1 để bình luận giùm em. Số 1. Số 1 nhỏ lắm. Chị Hoa Trần bao nhiêu ký nha. Cho em số ký đi em chốt cho. Chứ không là mặc không vừa. Rồi em ok chị. Ok chị Hoa nha. Chị em mình mua để ký giùm em nha. Để mặc cho nó vừa. Rồi em đang mặc là màu hồng số 1. Size số 1 là size nhỏ lắm nha mấy chị. Size 44 mấy ký thôi nha. Số 1 giùm em 150 nè. Beo xanh nha, số 1 giùm em 150 giùm em. 40 kg hơn 40 kg beo xanh. Màu hồng em đang sale 150. Beo xanh. Chị Diệu lên đây chị chốt beo nâu được không chị Diệu lên? Beo nâu 65 kg được không chị gái? Em có beo nâu 65 kg nha, sale 150.
Belsum số 1 nè. Em có 50 70 kg, 40 70 kg bale nha. 150 là giá sale nha chị gái. Bale nâu là chị Diệu Linh có chốt thì bình luận giúp em bale nâu. Bale nâu em có size nè. Chị Diệu Linh có chốt bale nâu thì bình luận giúp em ha. Bale nâu giùm em nè, 65 kg nè. Ok chị bale nâu nha chị gái. Bale nâu rất là dễ thương. 150 là giá sale nha bà con. Bale nha. Rồi em đang có màu xanh, chị gái nào chốt bình luận bale xanh. Một trăm rưỡi heo xanh nha, chốt bình luận em 40 kg em cũng có mấy chị gái nha, 40 kg trở lên. Rồi chị gái nào chốt bình luận nha, heo xanh này mặc dễ thương lắm mấy chị. Dạ heo em không có 77 kg chị. Rồi cái này là màu trắng nha. Màu trắng giùm em 50 kg, 55 kg mặt vừa sale 120. Màu trắng màu nâu giùm em. Bãi lưới nha mấy chị gái nha. Bãi lưới nó mỏng dễ thương lắm, mặt mát sướng lắm. Sale 120.000. Em có đen, đen và nâu giùm em 120.000. Này mặt nó sướng dữ lắm các chị, mát cực kỳ luôn. 120.000 màu đen với màu nâu giùm em luôn. Bên em không có đồ 77 kg chị gái. Con chỉ có áo lẻ 77 kg thôi ha, còn bộ không có. Màu nâu giùm em nè. Sale 120.000. Chị gái nào mà thích đồ bà ba, bên em có đồ bà ba luôn nha, đang xả hàng bà ba luôn. Bên em đang xả hàng bà ba. Chị Mai em ok, cái mẫu này là em đang sale nè. Ok chị Mai Lan. 150 bên em đi đơn nha. Màu đen 120. Màu nâu em đang sale 120. Cái này là mặt bao sướng luôn đó chị nha, rất là đẹp. Nâu giùm em co giãn cực kỳ sướng luôn. Một bộ là xả có 120 à. Gái nào chốt bình luận em. Đó, trong nó có lớp nè, nó quần nữa mấy chị gái nè ha. Mặt sướng lắm các chị, mát cực kỳ luôn. Beo nâu 120.000 giá sale đó các chị. Chị gái nào chốt beo là em có 70 kg luôn ha. Dạ không có chị Thanh Lan. Đây beo 70 kg giùm em nè, 70 kg beo nâu. Dạ chị Bích thì em còn màu nâu chứ không có màu đen. Với lại em chốt hai bộ chứ lên nha, chứ một bộ 120 bên em cũng không đi đơn nữa. Có chốt hai bộ thì em chốt cho, chứ còn 120 như chị Mai Lan cũng đâu đi đơn được đâu. Rồi cái này 70 kg mặc vừa beo, 150 giá xả nha. Chị gái nào muốn mua mà cái chị Nguyễn Bích là chị chốt hai bộ đem chốt cho, ví dụ màu đen với màu xanh hoặc là đen với đỏ nè. Cái này là hàng 180-200 một bộ mà sale có 120 à. Chị Bích có chốt thì bình luận em, hai bộ em chốt hàng đi đơn. Rồi beo này 150 nha, chốt thì bình luận em 70 kg nè. Chứ chốt mà mấy chục ngàn thì bên em không có đi đơn rồi, 120 em cũng không có đi đơn. Chị Bích có chốt hai bộ đem chốt cho. Màu xanh đẹp lắm. Cái này là hàng sale đó mấy chị nha, chứ còn hàng nghiêm nó không có giá này. Hàng nghiêm giá cao lắm. Xanh đỏ hoặc đen giùm em là em đi đơn, hai bộ là em đi đơn. Cái này mặc đó nó thoải mái cho mấy chị, nó sướng dữ lắm, nó mát cực kỳ luôn á. Có xanh đen và nâu luôn nha các chị ha, đẹp. Xanh đen và nâu giùm em nè.
Tết sướng đôi lắm. Nâu nè. À màu da nè mấy chị, màu da. Em đang mặc màu xanh nha, cái tay nè, 60 kg em đang mặc. 120.000 là giá em đang sale á. Cái này màu da nha mấy chị. 60 kg màu da. Ký màu da giùm em, sale có 120.000. Em có da đen xanh. Ok chị Diễm Trần nha, màu xanh. Mặc cái này sướng lắm mấy chị. Quần dài chị, chừng nào mà quần lỡ hay ngắn thì em sẽ báo nha. Em ok chị Diễm. Mà chị mua có 120 bên em không có chốt nha chị Lan ơi. Em chốt từ 150 cho lên nha, 120 em không có chốt. Rồi chị gái nào chốt cái này màu da, em có da xanh và đen. Da xanh và đen và đỏ nha, da xanh đen đỏ giùm em. Dễ thương lắm, giá xả có 120 à. Đẹp tuyệt vời ở mặt trời luôn nè. Thấy cái này mặc nó sướng, nó mát dữ lắm. Da xanh đen đỏ có 120.000 giá xả, quần dài giùm em luôn. Đẹp quá trời. Màu nâu này em có 55 kg nè. Chị Mai Lan có chốt thì màu nâu thì em có nha. Màu da là size 60 kg. Rồi chị gái nào chốt màu nâu giùm em. Chị Thu Hải ơi, chốt hai bộ đi chị, tại em chốt hai bộ em mới đi đơn. Rồi chị gái nào chốt đen bình luận nha. Da là 120 nè. Chị Thu Hải có chốt bộ nữa thì em chốt nha, hai bộ em mới đi đơn. Nói chung là 150 em mới chốt hàng. Hai bộ da xanh, ok chị An Thái. Rồi chị gái nào chốt trắng bình luận nha. Chị An Thái em ok nha, hai bộ em mới chốt với chị, 150 trở lên. Đẹp quá trời. Chị Mai Lan lấy da, chị để da 60 kg giùm em chốt. Chốt da để 60 kg em chốt. Rồi màu đỏ giùm em. Sale có 120.000 bộ à. Màu da với màu xanh ok chị Thái nha mong. Da với xanh. Sale có 120.000 bộ mấy chị gái nha. Chị Thái em ok nha chị. Ok chị Hôn Hải nha. Da với đỏ. Da với đỏ. Ok chị Thu ha. Chị Thu Hải em ok. Dạ 48 kg mẫu khác chị. 46 kg em mẫu khác. Rồi em ok chị nha, chị Thu Hải. Rồi em có màu đỏ nè, màu trắng nè. Màu đỏ với màu trắng nha, đỏ với trắng nè, đang sale nha chị ha. Có 120.000 một bộ thôi à. Quần dài giùm em, vải lưới và vải hàng cao cấp á. Chị Thu Hải em ok nha, đẹp lắm. Cái này mặc rất là thoải mái nha các chị. Màu da em ok chị Lan nha, Mai Lan nha.
Mai Lan em ok nha chị. Rồi màu đỏ với màu màu trắng nha chị gái, nồi chốt đỏ trắng xanh. Chị Thanh Tâm ơi, cái này là bốn mấy ký nè. Số 1 là chị mặc vừa nè. Số 1 mặc vừa nha, rất là đẹp. 40, 45, 46 ký đẹp nè. Số 1 nha, đang xả chứ mấy chị. Cái này em xả luôn 140, chị gái nào chốt bình luận nha. Size nhỏ xả luôn 140 luôn. Chị Thanh Tâm có chốt cái này để 140 nè, đang xả chưa? Giá rẻ luôn. Màu vàng nè. Màu vàng này size 40, 45, 46 ký mặc đẹp luôn, là số 1 nè. Xả luôn 120 nè. Mấy cái này là hàng 200, 201 một bộ mấy chị, đang xả có 120 nè. Để size nhỏ em không bán được em xả nha. Màu vàng 120 ngàn. Màu hồng em đã xả luôn 140. Size nhỏ thôi, chị có chốt thì bình luận em. Màu vàng dễ thương lắm. Size bé xíu luôn, chị gái này chốt thì bình luận. Size 1 là size tầm 40 bốn mấy ký thôi, 50 ký mặc ôm đó. Size 120 ngàn màu vàng. Em có beo xanh là size 1 luôn nè, 150 giá sale beo xanh. Beo xanh nha, em đang xả 150 luôn. Cái này 40 bốn mấy ký là mặc vừa. Em có xài 70 ký chưa lại beo. 150 beo giá xả luôn. Gái nào chốt cái này beo nha, rất là đẹp, size nhỏ. Đó, beo em mặc là size 1. Chị gái nào chốt bình luận xem 150 một bộ. Size 1 là size nhỏ nha mấy chị. Size 1 là size nhỏ nhất, chị gái nào chốt thì bình luận giùm em luôn. Mấy chị nào mình có muốn chốt gì á, mấy chị bình luận em lên cho mấy chị gái nha. Nhiều mẫu lắm. Nhiều mẫu hàng sale lắm. Size từ 40 kg đến 75 kg em có size. 40-75 kg em có size nha mấy chị. Cái này là em đang mặc màu màu xanh nha, size 1,5 nè. Màu rêu em cũng xả luôn nha, size 1 luôn, 150 luôn size 1, màu rêu. Mấy cái mẫu này là size nhỏ. Size 1 mấy chị từng 40 47 ký mặc vừa màu rêu nè. Size 150 màu rêu size 1. Mấy cái mẫu này là bao xịn luôn. Màu kem này 70 ký size 160 mấy chị, màu kem. 70 ký em xem 160 màu cam nha. 70 ký em xem màu cam 160 nè. Màu tím 70 ký nha, xem 160 màu tím luôn. Màu tím em xem 160. Chị Diễm Trần ơi, cái gì xe ba chị? Đồ bộ xe ba bên em rất nhiều. Rồi đẹp quá, màu tím giùm em 70 ký ha. Xe 160 ngàn. Đồ bộ xe ba bên em nhiều lắm, chị có chốt thì em lấy cho. Chị Diễm Trầm, cái này nè, em có xe 3 và xe 4, xe 200 màu đỏ. Chốt thì bình luận em ha, xe 3 và xe 4 giùm em. Xe 200 màu đỏ nè. Số 3 giùm em nha, đẹp lắm, màu đỏ. Đây màu đỏ này, sale 200 này, chị Diễm Trần có chốt về bình luận em ha. Cái
này giá sale 200 này, chị chốt thì bình luận em 200. Màu đỏ giúp em ha, size 3 đó, chốt thì bình luận giúp em. Chị có chốt thì bình luận cho chị Diễm. Diễm chồng. C3 em đang mặc, và chị hỏi C3 em đang mặc C3 nè. Màu đỏ em đang sale 200 nha, chốt thì bình luận giùm em. Rồi chị gái nào chốt đỏ bình luận đỏ giùm em nha. Giá 200 giùm em. Sale 200. Áo này size 50-55kg mặc vừa, sale 150, em đang xả 50.000 nè, 50-55kg nha, 50. Cái này là bữa trước sale 150 nha mấy chị, hàng ăn đông nha, 200, hơn 200 một áo nè. Nhưng mà áo này em chốt từ 3 cái nha, chứ không chốt một cái. Chốt từ 150 cho lên ha, chị gái nào mua đủ đơn thì em chốt. Còn mua một áo 50 thì em không có bán. Rồi chốt bình luận giùm em, chị gái nào chốt 3 cái thì em chốt nha, 50-55kg mặc vừa. Cái này cái tay cột lại nha các chị, cột cái nơ lại ha, bao đẹp. Hàng sale 150 nha, em đang xả luôn 50.000. Cái này là màu da. Chốt từ 3 cái là em đi đơn, 50-55kg mặc vừa màu da. Màu da màu nâu giùm em. Màu da màu nâu nha. Xả 50.000 một áo, size từ 50-55kg mặc đẹp. Da với nâu. Da với nâu nha, 50.000 một áo. Màu đỏ giùm em. 50 một áo nha, áo an tông. 50.000 một áo luôn. Màu đỏ thì 60kg trở lại giùm em. Da nâu với lại đỏ giùm em, 50 một áo. Đơn bên em là chốt 150 cho lên là em đi đơn. Beo này là size 60-75kg nha mấy chị, beo ha. 60-75kg mặc vừa, 140 một áo beo. 140 và beo, beo beo beo. Đẹp quá trời luôn. Size từ 60-75kg beo mà em à. 140 mà. Áo beo 140 ha. Quá trời dễ thương luôn. Màu xanh 60-75kg mặc vừa mẹ, màu xanh 140 quần áo. Áo này là size to mấy chị, từ 60-75kg mặc vừa ha. 60-75kg màu xanh 140 quần áo, size rất là to, 60-75kg luôn. Màu xanh và beo giùm em. 140 nha, chốt thì bình luận. Một áo beo với xanh. Bầu tím này là em đang sale 160, 70kg nha. 70kg màu tím. Bầu tím này đẹp lắm, 220 em đang sale 160.000. Màu tím với màu cam 70kg nè, đang sale có 160 nè. Tím với cam giùm em ha, quá trời dễ thương luôn á. 70kg giùm em, sale 160, tím với cam. Màu da 70kg luôn, sale 160. Màu da sale 160, 70kg mặc vừa. Mấy cái hàng này hàng sale nó có giá 160 nha mấy chị. Hàng 200 mấy lần. Sale màu tím. Màu tím, màu cam và màu da 70kg. 160 nha, tím da cam. Size 70kg nha. Đẹp lắm, màu cam này em có
Mà màu da này em có màu xanh màu lá luôn nha mấy chị. Màu xanh màu lá luôn em 70 kg, sale có 160 ngàn. Màu tím này em đang sale 70 kg nha mấy chị. 70 kg màu tím em có 160 ngàn, quá trời đẹp. Tím màu 60, 70 kg mắc vừa. Dạ em ok chị. Ok chị nha, chị ke ke nè. Màu da em mặc cũng 70 kg luôn á chị. Đây em có màu lá 70 kg nè. Hồi nãy chị kia chị chốt đầu like được bộ mà chị không chốt đó nè. Em bỏ ra rẻ nào chốt bình luận em. 70 kg màu lá em có 160 ngàn. 70 kg một màu lá nha, 160 ngàn. Quá trời đẹp luôn. Màu da em đang sale 160 nè. Màu lá em sale cho mấy chị 70 kg luôn, 160 ngàn. Màu lá 160 ngàn, đẹp quá. 60 kg màu lá nha. Em có màu xanh, 70 kg màu xanh nữa. Lá với xanh nha, đẹp. Chị Gia, chị Diễm, à, chị Diễm Trần ơi, chị bình luận giùm em là 70 kg giùm em đi. Chị Diễm Trần bình luận da 70 kg giùm em đi, em chốt cho chị. Chị Diễm Trần bình luận da 70 kg đi chị. Rồi màu xanh. Rồi ok chị. Ok chị kết nha. Rồi màu xanh 70 kg em mặc đẹp lắm, xả 160 ngàn. Dạ ok chị Diễm Trần như chị gái đẹp. Ok chị. Trên màu xanh giùm em 70 kg giùm em. Mẫu này bao sang sale có 160 à. Xanh giùm em nha, xanh cô ba nó mấy chị đẹp lắm. Màu xanh coban. Em ok chị Diễm Trần. Màu tím màu cam. Chị anh Phan ơi, em hết màu tím rồi. Chị chốt màu cam được không? Chốt màu cam với là màu khác được không chị? Màu tím em hết rồi. Rồi chị gái nó chốt màu xanh giùm em. Rồi chị gái nó chốt bình luận giùm em ha. Màu xanh. Màu xanh em 70 kg nè. Màu đỏ 70 kg nè. Đẹp quá trời, sale có 160 ngàn nè. Màu đỏ giùm em. Đỏ và xanh. Đỏ xanh cam chốt bình luận giùm em. Chị anh không có màu tím chốt màu khác được không chị? Đẹp quá trời. Màu đỏ giùm em nè. Màu đỏ màu lá luôn mấy chị gái nha. Màu cam 70 kg giùm em, sale có 160 ngàn à.
đẹp quá trời luôn. Màu cam với màu đỏ, màu xanh. 70 kg nha, chị gái nào chốt bình luận. Một đỏ một cam. Ok chị Anh Phan nha, một đỏ một cam. Ok chị gái nha, chị gái. Một đỏ một cam. Rồi chị gái nào chốt trắng này là 70 kg giùm em nè. Đây là màu trắng giùm em 70 kg nha. Chị thấy trần ơi, chị màu xanh đỏ. Chị thấy ơi, em hết màu đỏ rồi. Em còn màu da được không chị thấy? Rồi 70 kg nè, màu đen giùm em nha, 160. Một đỏ một cam. Chị thấy ơi, chị chốt màu da hoặc màu xanh hay là màu lá được không chị? Em ok chị Anh Phan nha chị, màu cam với màu đỏ nha. Chị thấy trần có chốt được không chị gái ơi? Nếu mà cam mét 6 thì vừa, mét 4, mét rưỡi thì không vừa. 75 kg chị cam mét 6 là vừa. Dạ 50 kg thì bên em bao la. 50 kg bên em nhiều lắm. Chỉ có hàng sale em mới có 50 kg thôi ha, chứ hàng em thì 50 kg em cũng ít. Màu xanh ok chị thấy trần nha, chốt bộ màu xanh trước ha chị. Màu xanh với màu lá hay màu xanh với màu da được không chị? Đẹp lắm. Màu đen em mặc 70 kg nè, 160 ngàn. Chị thấy trần em ok màu xanh nha chị. Màu xanh em ok chị gái trước nha. Đẹp chứ sao đẹp luôn à. Chị cam mét 6 không chị, chứ mét 4 là không vừa đâu ha. Rồi màu cam nè. Dạ 70 kg chị Hoa em đang cầm á, em đang mặc á. Rồi màu cam 70 kg, 70 kg em đang sale 200 nè. Màu cam này em sale 200, 70 kg nè. Em ok chị Thúy Trần nha. Bi đó là em vừa mặc là bộ 70 kg nha. Em có size từ 50 kg, 70 kg mặc vừa. Chị Thúy Trần ok. Mét rưỡi, mét 6 mới vừa nha chị. Chứ mét 4, mét rưỡi là không vừa, 75 nha. Rồi chị gái nào chốt màu cam em đang mặc là 70 kg nè. Em đang sale 200 màu cam. Chị thấy trần chốt thêm màu lá hay là màu chị gửi đi 70 kg màu đen. Rồi cái này màu da giùm em nè, size 70 kg là mặc đẹp. Chị Hoa chị mua có số điện thoại em mới chốt được chị. Đẹp quá trời, màu da với màu lá. Chị thấy trần có chốt da với lá này đẹp lắm. Da lá giùm em nè, xả có 160 ngàn, 70 kg giùm em da với lá nha. Rồi em ok chị Hoa, cái này là 160 ngàn nha chị gái đẹp bi nha. Em đang mặc còn da 70 kg, sale có 160 ngàn da với lá giùm em luôn. Dạ bi nè chị, em vừa mặc 70 kg nha. Ký mặc vừa giùm em. Màu đen bi trắng. Ok chị Anh Phan bi nha. Em ok chị Anh Phan bi trắng nha chị, rất là đẹp nè. Màu đen bi trắng nha chị. Chị Anh Phan em ok nha chị, bi này ha. 160 ngàn nha chị Anh Phan. Bi này nó nhỏ hơn bi nãy chút xíu nè. Dạ ok chị Thúy Trần nha chị.
Anh pha em ok bi nha chị, bi nhỏ xíu nha. Em ok chị thấy trần nè. Cái màu này là em có màu lá nè, màu lá với màu kem nha. Em bán là 70kg nhưng mà mấy chị là khách bên em 75kg mua hoài luôn. Tại vì em bán lúc nào cũng có trừ hao, mấy chị số 4 là lớn nhất. Dạ không, chị ké thôi. Mặt thoải mái đẹp. Rồi màu da, màu màu lá giùm em. Ok chị Huyết Trần nha. Mấy chị mặc thoải mái được chứ mấy chị đừng mặc chặt bó vô thấy ghê lắm. Chị thấy Trần em ok nha. Rồi em đang mặc màu lá size 160. Màu lá với màu xanh màu da giùm em. Lá xanh da cam nha mấy chị gái nha. Mẫu này mã 1 giùm em đi ha. Mã 1 đi mấy chị. 160 nha, mã 1. Rồi chị nào. Dạ 75kg chị cao 1m6 á thì vừa, còn 1m4 1m5 là bên em không có nha. 1m4 1m5 là không vừa. Rồi đẹp quá mấy chị gái ơi. Màu xanh 70kg nè, 160.000 xanh hoa. Chị gái nào chốt xanh hoa để giùm em xanh hoa. Mấy cái mẫu này mặc nó thoải mái lắm các chị. 70kg mặc vừa giùm em ha. Mấy chị tầm size từ 50kg 70kg em có size. Em có tím này nữa nè. Tím này 75kg mặc đẹp luôn nè. Tím này mấy chị 70-75kg tím nè. 160.000 tím số 4 nha, tím 4 giùm em. Xanh chị gái nào chốt bình luận giùm em kèm ký nha. Em đang còn size 50 đến 57kg và 70kg màu xanh. Còn size 60-65kg màu xanh em hết. Rồi chị gái nào chốt tím này bao đẹp 70-75kg giùm em ha, 160.000 tím. Đẹp lắm. Chị gái nào chốt tím này là bao xinh luôn á. Tím dễ thương quá trời mấy chị gái. Áo em mặc cho người em mua 250 ha, 50kg. Chị Linh Thái là tím đúng không chị? Tím đúng không chị gái? Tím để tím giùm em nha. Cho em cái màu nha. Rồi 4 xanh giùm em, 75kg mặc vừa. 4 xanh nha, 160.000 giùm em, 4 xanh. Áo em mặc cho người là em mua 250, 50kg em mua mặc bán nha. Quần em mặc cho người là 50kg, 400 nha. Chị gái nào có mua thì áo em chỉ cho mấy chị mà biết giờ nó. Nó like mấy bữa giờ biết nó còn hay hết em cũng không biết được. Chị Linh Thái ok màu tím nha chị, tím 4. Chị gái nào chốt xanh 4 giùm em, có 160.000 thôi, 75kg luôn. 70-75kg mặc vừa giùm em, màu xanh với màu tím luôn nha. Màu xanh này dễ cưng lắm mấy chị. Xanh chị gái nó chốt xanh 4 đi, xanh 4 giùm em nha. Rồi em ok chị tím 4 và xanh 4. Cái này là chị mặc 75kg là thoải mái luôn. Và 75kg nha. Còn đỏ chị gái nó chốt bình luận. Đỏ giùm em. Chị gái nào chốt mà đỏ size 50 đến 60, 70, 75kg em có size đỏ này nha. 160.000. 75kg màu đỏ em mặc được nha các chị nha. 160.000. Đỏ em mặc nha, đẹp lắm. Đó em mặc
dễ thương lắm. Chị gái nào chốt bình luận em có size 75 kg màu đỏ luôn nha. Đây em có cái mẫu này nè, 200, nhưng mà em có một bộ em xả 130 nè. Dạ ống bình thường á chị két thôi. Dạ vừa nha chị Tính, chị Tình. Cái này 75 kg nè, 70-75 kg nha. Cái này là tới 200 lần, nhưng mà em còn có bộ à. Em xả 130 màu vàng nha, 130 ngàn. Cái hàng này là 200 một bộ ha. Em còn có một bộ em xả 130 luôn. Chốt về bình luận cho em ha, đẹp lắm. 130 ngàn màu vàng, 70 hơn 70 kg luôn nha. Quần đen bên em là bán nhiều vậy lắm rồi đó. Dạ 58 kg là tùy theo mẫu chị, tùy theo mã ha. Ví dụ như 58 kg em đang mặc không? Nó tùy theo xưởng mai. Chị Hiền Tình đây chút bi đi chị, 65-70 kg nè. Có 160 ngàn à. Chị Đẹp Nguyên ơi, chị mua bộ vàng đó, chị có mua cái gì nữa không? Nếu mua nữa thì mới chốt được. Cái 130 thì bên em cũng không có đi đơn á. Chị có mua nữa thì em chốt cho chị. Chị Tình ơi, chốt cái này bình luận giùm em nè. Bi ha. Bộ em mặc là 65-70 kg nè. Màu vàng đó 200, em xả 130 nha. Chốt đơn 150 cho lên là em đi đơn. Chị Tình có chốt không chị? Cái này là 160 nha chị Đẹp nha, 160 ngàn. Hết hồn. Chị Đẹp ơi, cái này là phải 70 kg trở lên nha, màu vàng nha. 200 ngàn đang sale 130. Bi là 65 kg, 70 kg mặc vừa chị. Chị Đẹp Nguyên ok nha. Trời cái này đẹp quá trời mấy chị. Cái này là màu đen nha, 65-70 kg màu đen, 160 ngàn. 50 mấy kg em có nhiều lắm, nhưng mà bây giờ mà đi tìm bi thì chắc lâu. Tại vì em có nhiều hàng quá trời mấy chị. Em bốc đến đâu cái em bán đến đó ha. Ok chị Tình, cái này 65-70 kg màu đen, em còn có mấy bộ đẹp quá trời luôn á. Em ok chị Tình nha, bộ đen em mặc đẹp lắm luôn mấy chị. Bộ đen nha, 160 giùm em. Chị Tình nha, chị Tình 65-66 kg, 70 kg mặc vừa luôn, 160 ngàn một bộ màu đen. Chị Tình cũng không mua nhiều lắm phải không chị? Dễ thương quá trời luôn á, màu đen này đẹp quá trời luôn. Bao hàng cho mấy chị rất là xịn luôn á. Màu đen nha, chốt bình luận nhưng mà em màu đen. Trời màu tím giùm em nè. 50-55-57-58 kg mặc vừa màu tím nè. Cái này bữa trước mấy chị mua nhiều lắm, tại vì em like trước rồi size to đó. Mấy chị mua size to hết rồi đó. Bộ màu tím nè. 160 ngàn mấy chị gái ơi, quá trời đẹp luôn. Gái nào chốt tím em. Tím nha. Màu xanh là 70 kg đủ lại mặc vừa nè, 170. Màu xanh nha, chốt bình luận giùm em màu xanh.
màu xanh đẹp quá trời luôn nè. Em đang mặc màu tím nha chị gái, là chốt tím bình luận 50, 55, 57, 58 ký là vừa, 160 ngàn màu tím. Màu xanh này size 70kg đổ lại giùm em nè, 160 ngàn, quá trời đẹp luôn. Dễ thương lắm các chị. Màu tím này chị gái này size nhỏ nhỏ mặc đẹp ha. Màu lá là sale 70kg, 160 màu lá. 70kg em sale 160 nè. Màu lá với màu xanh coban, màu cam, màu da. Lá xanh cam da nha. Đang sale 160.000 mấy chị, lá xanh cam da. Cái mã này mấy chị cho em là mã 1 đi, em có lá xanh và cam da luôn. Lá xanh và cam da nha các chị ha, 160.000 giùm em. Lá xanh cam da luôn. Trời ơi chị nào chốt cái màu trắng này quá trời đẹp luôn. Màu xanh là màu xanh nào chị gái ơi? Màu xanh. Chị đẹp Nguyên ơi, màu xanh em vừa cầm đúng không chị? Chị đẹp Nguyên em ok nha. Màu xanh nha. Alo. 82 hả chị? Dạ không chị. Em ok chị đẹp Nguyên nha, màu xanh nha chị. Cái gì ta? Màu tím đó đi con. Dạ màu tím này có 50 mấy ký rồi nha chị. Nha má năm. Rồi màu lá giùm em, chốt bình luận em ha, 160.000. Màu tím đó là size nhỏ nha. Rồi chị gái nào chốt màu đen này đẹp nè, 50, 55, 57 ký mặt đẹp nè, 160.000 màu đen. Màu đen mấy chị, màu trắng cũng được nha. Đây cái mẫu này là bao xịn luôn nè, 50, 55, 57, 58 ký gì mà cũng được, màu trắng giùm em. Dạ bên em không có bán áo dây. Rồi đẹp quá trời mấy chị, 57, 58 ký chưa lại nha, màu trắng giùm em có 160 à. Má năm có mua cái này thì được nè, màu xanh nè, là có size nè. Nha, chứ còn màu tím là không có size. Màu xanh này là có size 70 ký nè. 50, 55, 57 ký màu xanh nha, và 70 ký màu xanh nè. Màu trắng thì chị gái nó chốt bình luận nha, đẹp lắm. Size nhỏ nhỏ mấy chị mặc mấy cái này dễ thương lắm. Rồi beo nha chị ha, em có size từ 40kg đến 70kg beo, 150 beo nha, 150 beo em. Em đang mặc lại beo xanh. Beo xanh sale 150 nè.
rau xanh em sale 150 một bộ ha, chị Ánh rồi chốt bình luận. Rau cơm hả, gì trước rồi thầy. Meo xanh nha chị Ánh rồi chốt bình luận em. Xanh và tím thôi ha, tùy size tùy mẫu nha các chị. Ví dụ có size mấy chị có màu, có size em hết. Đây màu tím là chị Ánh rồi chốt bình luận giùm em. Mấy cái mẫu này là bao đẹp luôn á, 150 giùm em beo. Chị Ánh nào mua cái này hàng màu em vẫn có nha. Hàng màu sao 70kg em có nha mấy chị, 70kg hàng màu em có nha, 160.000 một bộ em. À cái này là 201 mà em sale luôn 150 nha. Gái này chốt bình luận. Này em có size 70kg nha, 201 em sale 150 con hồng. Cái này là hàng màu nha mấy chị gái ha, em còn size lớn tầm 67kg đến 70kg em có nha. Bộ này đem sale 150 nè, đẹp lắm. Màu hồng giùm em 67 đến 70kg mặc vừa đẹp. Em có hồng, tím, vàng, cam, lá đỏ. Đó, cái này mấy chị mặc lên bao trẻ luôn, bao xịn luôn. Chị gái nào tầm 67 70kg mặc vừa màu hồng giùm em. Em có hồng và vàng đỏ nha. Hồng, vàng, đỏ, cam, tím, lá. Hồng, vàng, đỏ, cam, tím, lá nha, chốt bình luận giùm em. Mấy chị không chốt nữa em tắt like nha. Mấy chị không bình luận nữa em tắt máy nha. Em thấy khách thì đông nhưng mà không có bình luận em không like được ha. Gì vậy Tu? Chị gái nha. Cam 70kg nha chị nhìn 70kg. 67 70kg này chị có chốt thì bình luận liền em ha, để em tắt máy coi. Tắt máy em ăn cơm đi. Có bụng quá. Size em mặc là 66 67kg chưa lên 70kg ha. Hả chị có chốt hay không chốt bình luận giùm em cái để em tắt máy nha chị nhìn ha. Để em cắn tới 6kg. Chị nhìn thấy em không có trắng 66kg rồi chị.
nhìn có đúng hay ha. À quên, chị Tình có ok này lấy giùm em ha. Chị Tình có ok này thì chốt giùm em nè. Chị Tình có ok, ok liền em nha. Cái mẫu này là bao xịn luôn á. Hồi nãy em chốt cho chị là 70kg đủ lại. Còn cái này là 65-66kg. Chị nhìn có ok, chốt bình luận em. À chị Thanh, chị Tình chứ, có chốt bình luận em liền nha. Để em chốt, em tắt máy, em ăn cơm, nó bụng quá mấy chị. Chị Tình có chốt thì bình luận em chốt nha. Cái này là 65-66kg, còn bộ kia là 70kg trở lại nha. Bộ kia là 66-70kg nè. Cái màu trắng này là bao sang luôn á. Màu trắng này bao đẹp luôn. Màu trắng nha, chốt thì bình luận giùm em. Rồi em ok chị. Rồi chị gái nào chốt trắng bình luận trắng giùm em nha. Đây 63-65kg thì cũng vừa, màu trắng nha. Chị gái nào chốt bình luận giùm em. Chị Tâm nói cái kia là size 70kg đủ lại, còn cái này là 65-66kg nha chị. 160.000 nha chị gái, chị đẹp ha. Đẹp quá trời luôn á. Bao xinh đó chị. Rồi 70kg đen nè. Chị gái nào chốt trắng là 60-65kg, 66kg nha. Đen 70kg giùm em. 160.000 chị gái ơi. Màu đen 70kg nè. Chị gái nào chốt trắng là 65-66kg, 62-60 gì cũng được nha, có size. Đẹp quá trời mấy chị gái ơi. Đen 70kg giùm em nè. Còn trắng là 60-65-66kg nha. Trắng em nó mới mặc. Chị gái nào chốt bình luận bộ đen này 70kg bao xịn luôn. Còn bộ trắng em vừa mặc là size 60-65kg được luôn nha các chị. Còn trắng em vừa mặc, chị gái nào chốt thì bình luận cho em. Trắng em vừa mặc là 65kg nè. 60-65kg mặc vừa, có size nha các chị. Trời ơi, mặt đẹp dữ lắm, có 160.000 màu trắng nè. Em đang mặc màu đen, 160.000 màu đen. Còn cái này màu trắng nha, 60-65kg mặc vừa nè. Chị gái nào chốt trắng thì bình luận trắng nha. Chốt đen thì bình luận đen. Đen 70kg, trắng 65kg trở lại, 60-65kg. Rồi, giờ kết thúc like nha, chúc bà con ăn cơm ngon miệng nha. Chị Trương Huyền có chốt đen không? Hỏi chốt thì bình luận giùm em ha.